tin ông Giuse là bảo huynh của cựu huynh trưởng thiếu nhi thánh thể giáo xứ Nghĩa Hòa Rosa Giang đã được Chúa thương yêu gọi về lúc 3 giờ chiều ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 8 năm 2023 tại Việt Nam. Trong tâm tình cùng với quý cựu huynh trưởng và đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ Nghĩa Hòa năm xưa khắp nơi, cũng như đang hiện diện trên quê hương, gửi lời chia buồn, đồng thời cùng chung lời cầu khấn nguyện xin Thiên Chúa thương xót linh hồn Giuse. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của gia đình thánh gia ban cho linh hồn Giuse được vào hưởng nhan Thánh Chúa, và xin Chúa ban muôn ơn lành cho gia đình cựu huynh trưởng Rosa Giang mau chóng vượt qua được nỗi đau thương mất mát khó khăn này. Bùi Văn Bằng cùng với tất cả cựu thiếu nhi thánh thể giáo xứ Nghĩa Hòa thành kính phân yêu, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.